Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới. Vạn dặm tương tư vì ai tiếc mơ. Chùa này không thấy bóng nàng, Bồ Đề chẳng muốn nở hoa. Dù khi ba chữ bị ngạt phù lên mấy thu, ông trần hôm nay xa quá. Một người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quên đâu. Chẳng là người âm thầm, vì sao đâu ta không được một lần. Chùa này không thấy bóng nàng, Bồ Đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, bị ngàn phù lên mấy thu. Hồng trần hôm nay xa quá, ai ố không thể giải bày. Hồn người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng phật, trả lại người áo cà sa. Vì sao đồ ta không đổ nàng? Vì người hòa rơi hữu ý, khiến nước chảy càng vô tình. Một thuở hoa niên hợp tan, tiếng mõ xưa rối loạn. Bồ Đề không nghe tiếng nàng, hồng trần đã mấy đô hoa, mắt con vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, phá nát cung tường biến hoa. Vài đò xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tung kinh, vì sao đồ ta không độ nàng? Trả lại người áo cà sa, vì sao đồ ta không đổ nàng? Vì người hòa thời hữu ý, khiến nước chảy càng vô tình. Một thuở hoa niên hợp tan, tiếng mõ xưa rối loạn. Bồ Đề không nghe tiếng nàng, hồng trần đã mấy đô hoa, mắt con vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, phá nát cung tường biến hoa. Vài đò xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tung kinh, vì sao đồ ta không độ nàng? Vì người hòa rơi hữu ý, khiến nước chảy càng vô tình. Quần hoa hoa niên hợp tan, tiếng mõ xưa rối loạn. Bồ Đề không thấy bóng nàng, hồng trần đã mấy đô hoa, mắt con vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, phá nát cung tường biến hoa. Vài đồ xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tung kinh, vì sao đồ ta không đổ nàng?